Bỏ công việc quản lý khách sạn ở Hà Nội, anh Tú về quê nuôi gà đẻ trứng, mỗi tháng thu nhập gần 100 triệu đồng. Năm 2015 mình trở về quê hương sau thời gian làm việc ở Hà Nội, quyết định về làm chăn nuôi. Mình đã khởi nghiệp bằng 300 gà lông màu nuôi khai thác thịt. Thấy chăn nuôi gà có thể phát triển được thì mình có nâng quy mô lên từ lên 2.000 và sau đó là lên 8.000. Trong thời gian chăn nuôi gà khai thác thịt thì cái thị trường nó bất ổn, mình có chuyển sang để trải nghiệm với con gà Ai Cập khai thác trứng thương phẩm. Thì sau quá trình chăn nuôi thì mình có quyết định là gắn bó với con gà trứng khai thác trứng. Thì trong quá trình chăn nuôi mình thấy rằng là nó cũng có những cái thời điểm bị thua lỗ do cái thị trường trứng nó rẻ, nhưng mà để mà cả năm thì mình thấy là nó sẽ có cái thu nhập tốt hơn gà thịt. Và để có một cái đàn gà mà đẻ tốt, an toàn dịch bệnh thì việc đầu tiên là cần phải chọn con giống tốt của những cái công ty có quy mô lớn. Và qua quá trình bắt về thì cũng có chăm sóc theo quy trình, theo vaccine, thực hiện các quy trình làm vaccine chặt chẽ trên con gà, và có chăn nuôi theo an toàn sinh học để đảm bảo cho con gà có sức khỏe tốt, cũng như là cái môi trường sinh sống của con gà tốt, cũng như môi trường bên ngoài. Với quy mô 8.000 gà của mình, là mỗi một ngày cho ra được 5.000 trứng một ngày, trên 5.000 trứng một ngày. Thì nó phụ thuộc vào những thời điểm, có những thời điểm giá nó thấp thì cũng gặp khó khăn, cũng bị lỗ. Nhưng có những thời điểm như hiện tại và thời điểm này thì mỗi một ngày thì mình cũng có khả năng thu về từ 2-3 triệu trên cái quy mô của gia đình. Tính theo tháng thì có những tháng như trang trại mình là bị lỗ, có thể là ngày lỗ 1 triệu, tháng có thể lỗ từ 30-45 triệu. Có những tháng như tính theo thời điểm hiện tại thì có thể thu nhập được từ 90-100 triệu.